Thưa quý vị và các bạn, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong thời gian vừa qua đã góp phần tháo gỡ khó khăn, chia sẻ với các doanh nghiệp và người dân, đồng thời góp phần kích cầu tăng doanh thu dịch vụ trong thị trường. Tiếp tục chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94-2023. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích cho doanh nghiệp và thị trường phát triển. Với những khó khăn của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp chuyên cung cấp các dụng cụ máy móc thi công các công trình xây dựng này có thời điểm tưởng không thể tồn tại được bởi khó khăn chồng chất khó khăn. Cũng nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là việc giảm 2% mức thuế giá trị gia tăng đã làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng sản xuất kinh doanh. Hết dịch Covid, nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ thuế VAT 2%. Thì thực sự cái đấy nó đem lại cái động lực đấy, và đặc biệt là bổ sung các nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có cơ hội sản xuất kinh doanh, nhập vật tư nguyên liệu kinh doanh thương mại và nó có xu hướng phát triển tốt hơn. Và chúng tôi cũng cùng với lại bên thuế để làm các thủ tục đúng theo quy trình của pháp luật, và trong quá trình thực hiện cái việc hoàn thuế thì có áp dụng cái công nghệ số và cũng được sự hướng dẫn kịp thời cơ quan thuế đấy, và các anh em kế toán thứ họ tiếp cận các cái công nghệ số nhanh và anh em thực hiện các cái thủ tục rất là nhanh và gọn. 3 năm vừa rồi thì doanh thu năm sau của bên tôi bao giờ cũng lớn hơn năm trước. Tương tự như vậy, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, tấp nập người bán mua, đó là niềm vui của doanh nghiệp kinh doanh hoa cây cảnh này. Từ khi được hưởng những ưu đãi từ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp đã tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, có nhiều tín hiệu vui trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu năm 2023 của doanh nghiệp đạt 38 tỷ đồng và cao hơn so với năm 2022. Tôi thấy từ khi được giảm thì lãi giá thành nó rẻ đi, thì chúng tôi kinh doanh dễ chịu hơn và bán được nhiều hàng hơn. Năm 2023, trên địa bàn Chi cục thuế khu vực Văn Giang, Khoái Châu đã giảm thuế cho 295 người nộp thuế, số tiền thuế giảm trên 48 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44-2023 NDCP của Chính phủ đã hỗ trợ giảm thuế giá trị gia tăng cho hơn 4.700 người nộp thuế, với số tiền thuế được giảm là gần 1.200 tỷ đồng. Với Nghị định 94 NDCP của Chính phủ tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng hết 6 tháng năm 2024, các doanh nghiệp đang kỳ vọng vào những cú hích tiếp theo để mở rộng và phát triển.